Quý vị và các bạn thân mến, sáng hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2024, trong video sáng hôm nay thì mình sẽ cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 từ vị trí cồn Thới Sơn, sau đó là mình sẽ đi qua hai trụ chính dây văng B19 và B20 và đi qua địa phận của tỉnh Tiền Giang để xem công tác giải phóng mặt bằng hôm nay như thế nào rồi. Vậy thì sau một ngày thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 sáng hôm nay có gì thay đổi thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Thank you.
Thank you.